Út đâu? Út đâu? Lá vàng hình gì hả con? Vàng. Hình gì? Vàng. Hình gì mà? Nó có hình gì mà? Hình con bướm à? Đâu xem nào. À đúng rồi, hình con bướm. Nhiều chưa? Nhiều chưa? Ui. Nhặt đi. Không, tí về mình đếm nhá. Phan Phan ơi. Đâu nhở? Đâu nhở? Có một cái ở mèo kia. Mèo ra được rồi. Đâu rồi? Anh Phan quay lại đây. Ui, nhiều lá vàng thế nhỉ? Nhặt đi. Em ơi, tung nữa. Tung xuống. Đưa dưới xem nào. Đấy, các con ong nhặt đi. Các con ong không chỉ đâu. Này, đấy, nhiều lá không? Lá đang rụng đây. Lá rụng đây. Nhặt đi thế, tin giỏi chưa? Bình. Phan Phan nhặt đi. Nhặt đi. Nhiều chưa? Nhặt hết về rồi, con đổ đi. Rồi, rồi.